Ba xin lỗi. Mình ơi, con ơi, ra xem tôi có cái gì nè. Có chuyện gì thế mình? Xe tôi vừa lấy đó, có đẹp không? Tuyệt quá. Vậy là từ nay đi đâu gia đình mình không phải đi taxi rồi. Ô tô đẹp quá. Con có thích không? Ba mua để chở con đi chơi đó. Thật hả ba? Ừ. Hoan hô ba, con yêu ba. Ăn cơm thôi. Ủa, ba đâu rồi con? Con không gọi ba vào ăn cơm sao? Ba đang ở ngoài sân lau ô tô mẹ ơi. Con gọi ba rồi, nhưng ba nói cứ ăn trước đi, lát ba vào. Lại chăm chút cho cái xe rồi. Từ lúc mua về, ngày nào cũng đứng ngắm chán chê, rồi lại lau lau chùi chùi. Người đâu mà mê xe đến thế? Mê xe là sao hả mẹ? Ý của mẹ là ba rất yêu quý chiếc xe đó con à. Yêu quý hơn cả con sao mẹ? Ngốc à, tất nhiên là ba yêu con hơn rồi. Ba vì yêu con mới mua chiếc xe đó để chở con đi chơi đó. Ba chăm chút cho chiếc xe cũng là vì con thôi, hiểu không? Con hiểu rồi ạ. Ba ơi, ba ra đây. Con cho ba xem cái này. Có chuyện gì thế con trai? Thì ba cứ ra đây đi. Chuyện gì thế này? Là con phải không? Dạ, con. Trời ơi, xước hết cả rồi. Hừ quá, đánh cho hết vẻ bậy nè. Chuyện gì thế nhỉ? Hư này. Thôi nào, hai cha con làm sao thế? Em xem, nó nghịch không thể chịu được. Dám lấy gạch viết dằn nhịt lên xe. Thế này thì còn gì là xe nữa. Sao con lại nghịch dại thế? Con chỉ muốn làm ba vui thôi mà. Làm ba vui? Xước hết rồi, vui cái nỗi gì? Đây là... Anh xem, anh đánh con mạnh quá. Nó là trẻ con, có hiểu chuyện gì đâu. Mà con nó... Tại lúc đó anh nóng quá nên... Cũng không ngờ con nó... Ba xin lỗi, có đau không con? Mẹ nói gì ba yêu con nên mua ô tô chở con đi chơi. Con cũng chỉ muốn nói với ba là con rất yêu ba nên... Ba biết rồi, ba cũng yêu con nhất trên đời. Nhưng lần sau con không được viết vào xe nha. Con xem, hỏng hết xe thì làm sao ba đưa con đi chơi được. Con cũng xin lỗi ba, từ giờ con sẽ không làm thế nữa. Chú rùa nhanh trí. Hôm nay kiếm được vật này lạ quá. Mình chưa nhìn thấy bao giờ. Không biết ăn có ngon không nhỉ? Trời, lão hổ, mau chạy thôi. Không được. Mình mà chạy kiểu gì nó cũng đuổi theo. Mà sức mình làm sao chạy thắng được hổ? Làm thế nào bây giờ? Nó sẽ ăn thịt mình mất. Hy vọng là nó không nhìn thấy mình. Ồ, một con rùa. Chết rồi, nó đã nhìn thấy mình. Phải làm sao đi? Con rùa kia. Ồ, chào anh hổ. Hơ, mày giỏi nhỉ? Nhìn thấy ta không sợ hay sao mà còn tươi cười thế? Tại tôi vừa ăn no quá. Còn một miếng này không biết giải quyết ra sao. Thấy anh đến định mời ăn cho đỡ phí. Cái gì vậy? Trông lạ thế. Hay quá, nó không biết vật này là cái gì. À, gan voi ấy mà. Hả? Gan voi? Mày không đùa đấy chứ? Anh không tin hả? Nhìn kỹ coi. Cái gì mà trông lạ thế này? Đen xì ly. Thì gan voi mà, đâu phải ai cũng được nhìn thấy. Gan voi mà bé tí thế à? Mày định lừa ai hả nhóc con?
Ấy, tôi lừa anh làm gì? Đúng là nó rất to. Tôi ăn mãi còn mỗi một miếng thế này. Thế theo anh, nó không phải là gan thì là cái gì? Ta chưa nhìn thấy gan voi bao giờ nên cũng không biết. Nhưng đúng là vật này rất lạ, không giống với gan các con vật khác. Nhưng mày lấy đâu ra miếng gan voi này? Thì từ trong người con voi chứ sao. Tôi có sở thích ăn gan. Giết con nào là tôi moi gan ăn chứ không ăn cả người. Cái gì? Giết voi à? Mày giết á? Tại nó láo quá, định xong đến giẫm nát tôi nên tôi mới xử. Chứ bình thường tôi hiền cô, có làm hại đến ai bao giờ đâu. Cái con rùa bé tí này mà giết được cả voi à? Có tin được không đây? Mình đang định ăn thịt nó, nhưng nhỡ nó moi gan mình thì sao đây? Mày bóc phét quá rồi đấy. Vừa bé lại chậm chạp thế, làm sao giết được voi? Ta không tin đâu. Thì gan nó đấy, tôi có nói dối đâu. Xác nó vẫn còn nằm ở bờ sông kia kìa. Anh không tin thì theo tôi chỉ cho. Hả? Cái gì? Có xác thật sao? Đâu? Mau đưa ta tới xem. Tới nơi chưa? Có phải bờ sông này không? Tới rồi. Đâu? Đâu? Xác voi đâu? Dưới kia kìa. To thế mà anh không nhìn thấy sao? Đâu? Sao ta vẫn chưa nhìn thấy? Ông anh cứ ở trên bờ mà tìm xác voi nhé. Hả? Mày... Thì ra mày lừa tao à? Cảm ơn anh đã đưa tôi về đến nhà. Tặng anh miếng gan voi làm từ mộc nhĩ đấy. Lên đi! Lên đây cho ta! Ngu quá đi mất! To đầu thế này còn bị nó lừa! Trời ơi là trời! Ai tốt hơn? La la la! La 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 la! Hôm nay trời mới đẹp làm sao? À, trời ạ! Anh làm tôi hết cả hồn! Ừ, anh dê đấy à. Tôi đang tập thể dục buổi sáng đấy mà. Đấy, anh thấy không? Cao lớn có lợi thế đấy. Tội nghiệp họ nhà dê các anh. Thấp bé nhiều lúc chắc cũng bất tiện lắm nhỉ? Có gì mà bất tiện chứ. Tôi còn thấy thoải mái là đằng khác. Chứ đi đâu cũng phải vác theo cái thân hình cồng kềnh như anh thì mệt lắm. Thế bây giờ tôi đố anh làm được như tôi nhé. Lá trên này ngon lắm, anh đã bao giờ được thưởng thức chưa? Mà trên này gió cũng mát lắm, anh ở dưới ấy có nóng lắm không? Được rồi. Thế bây giờ anh xem đây nhé. Anh làm gì thế? Anh Hưu ơi, qua cái hang, sang bên này có cỏ non xanh lắm, lại có nước nguồn ngọt liệm nữa chứ. Anh sang đây ăn uống với tôi cho vui đi. Được, có gì mà không được chứ. Á, ui da. Tiếc quá, cỏ non nước ngọt thế này mà chẳng bao giờ anh được nếm thử. Nước suối làm sao ngon ngọt thế này được cơ chứ. Cao vẫn tốt hơn. Thấp là tốt nhất. Cao, cao, thấp. Ê, hai cháu, có chuyện gì mà tranh cãi nhau thế? Bác Gấu ơi, cháu với Hưu đang tranh cãi xem cao hay thấp thì tốt hơn. Thấp vẫn tốt hơn bác nhỉ. Có thể chui vào những chỗ nhỏ hẹp tìm thức ăn, có thể trốn thoát dễ dàng khi bị kẻ thù đuổi bắt. Cứ cồng kềnh như Hưu thế kia thì chạy sao được, phải không ạ? Cao vẫn hơn chứ. Có thể tìm thức ăn ở những nơi mà người khác chẳng thể với tới được, lại có tầm nhìn xa, phát hiện kẻ thù từ xa thì mới chạy thoát kịp thời được chứ. Thấp tốt hơn, cao tốt hơn, thấp, cao. Chỉ nhìn thấy điểm mạnh mà không nhìn thấy điểm yếu của mình thì chẳng ai đúng đâu các cháu ạ. Ai cũng có những điểm mạnh, điểm yếu riêng. Đừng chỉ nhìn vào những điểm mạnh của mình rồi chỉ trích người khác,
bởi có những lúc điểm mạnh lại là điểm yếu, còn điểm yếu lại quá điểm mạnh đấy các cháu ạ. Nếu tự nhiên có một chùm nho chín mọc tít trên cây cao kia, không có Hư giúp đỡ, dê con làm sao lấy được? Ngược lại, Hư mà muốn uống nước nguồn trong hang, thì chỉ có dê mới giúp đỡ được thôi. Chúng ta phải dựa vào điểm mạnh của mình để giúp đỡ lẫn nhau mới đáng khen. Các cháu hiểu chưa nào? Cháu hiểu rồi bác gấu ạ. Cháu cũng hiểu rồi ạ. Cháu đã biết điểm yếu, điểm mạnh của mình. Từ nay sẽ không chế giễu người khác nữa ạ. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.